trộn đều cho cốt nó thấm gia vị. Mình sẽ ướp tầm 20 phút nha. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Cút thơm quá các bạn ơi. Món này thì mình sẽ ăn với nước tương tỏi ớt. Các bạn có bơ á, cho nên nó rất là thơm bơ. Xương nó rất mềm, nhai được xương luôn. Nó dùng đụng luôn. Món này nhậu được, ăn cơm đều được luôn nha. Hôm nay uống hết 2 lon luôn á. Ngon quá. Dĩa này là phải 5 lít đó các bạn. Ngon quá.
bạn coi nè, cái đầu của nó nè, cái đầu của nó giòn á, mình nhai luôn xương luôn, giòn thủng luôn á. Các bạn cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. I love you.